Truyện ngắn Đường chân trời thì xa, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Huỳnh Minh Hiền. Tôi gọi chị là Thu Cúc, một nhân vật trong phim Thu Cúc đi kiện nổi tiếng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Chị quạt nón cười hỏi, Thu Cúc là ai? Trong phim hả? Trời ơi, phim thì chị đâu có rảnh mà coi nó tròn méo ra làm sao. Chị ghé quán nước anh tôi mỗi đầu tuần với cái giỏ nặng trĩu trong tay. Trong giỏ có chừng nửa ký chanh giấy, dài trái dừa khô, dăm ba nải chuối già cui. Chanh thì để lại cho chúng tôi, còn chuối, còn dừa, chị phải đảo một vòng qua chợ. Mắc rẻ gì cũng bán, cho kịp giờ làm việc buổi sáng, bởi chị còn phải ghé vài cơ quan công quyền để thắt thởm đưa thêm mấy lá đơn, hỏi thăm lượt đơn thưa trước đã có ai đọc, có ai giải quyết chưa. Chị không biết cô Thu Cúc nào đó bên tàu na cái bụng bầu ọc ạch đi đòi công lý cho chồng, bởi phim ảnh trở nên xa xỉ khi chị cùng chồng còn phải quần quật kiếm sống bằng đủ mọi nghề, hái rau, kiếm củi, đào đất mướn. Cuộc sống trở nên nhọc nhằn hơn từ dạo hàng xóm trái khuấy dẫn nước mặn vào nuôi tôm, đúng lúc lúa trên 5 công đất nhà chị đã no đồng đồng. Ruộng nhà chị nhiễm mặn, lúa quéo ngọn, chết queo. Tiếc của, tức mình, chị đi kiện. Sau khi đã giáp mặt ông láng giềng, sau khi biết không còn tình nghĩa gì để níu kéo, thì người ta trơ tráo bảo, tôi dẫn nước vô ruộng của tôi, mắc mớ gì ruộng chị, thích thì đi kiện. Chị nhờ con viết đơn trên giấy học trò, tự mình đem ra tỉnh. Chồng chị đã nhận chở đất liên tiếp cho mấy nhà trong xóm. Đấy là việc của anh, kiếm tiền. Chị đi bằng tất cả sự ngây thơ và nồng nhiệt. Chị biết là quyết đòi lại số lúa đáng lẽ bây giờ đã nằm trong bồ lúa nhà chị. Lúa với chị là tất cả, là học phí cho con, là cái giường mới thay cho bộ giạc đã ọp ẹp, là tấm áo cho chồng, là mớ ton để lợp lại cái trái hiên. Chị vốn không biết con đường đi đến công lý rất dài, mệt mỏi. Nó không phụ thuộc hoàn toàn vào cần phải, ý chí hay quyết tâm của chị. Nhiều khi con đường đi ngắt ngứ bởi ông A chị B nào đó bận đi du lịch dài ngày. Nhiều khi phải trở lại từ đầu bởi cô văn thư ngớ ngẩn. Chị về làm lại cái đơn khác, không biết đơn trước tôi để ở đâu rồi. Nhiều khi muốn khóc bởi câu nói vô tình của anh cán bộ. Vì vài chục ba dạ lúa cũng đi thưa, mắc công chị, mà cũng mắc công tụi tôi, phải xử lý chuyện không có đáng. Nhưng với chị thì đáng, chị quẹt nước mắt, nói chắc như đinh đóng cột. Chừng nào chưa giải quyết cho thỏa, tôi theo tới cùng. Để có sở phí đi lại, chị hái chanh, bẻ trầu, chắt mót những thứ bán được trong vườn đem ra chợ, trao mớ chanh cho chúng tôi để lấy chút tiền. Chị xin ly nước lạnh, lúc đói lòng thì ăn xôi, không gấp cũng không cần đi xe ôm, lội bộ tà tạ cũng tới. Thấy chúng tôi ái ngại, chị cười. Lúc đầu còn nghĩ đòi mấy chục dạ lúa cho bỏ tức, bây giờ không nghĩ tới lúa nữa, mà chỉ mong mấy ông nhà nước làm sáng tỏ rạch rồi phải trái đúng sai. Tôi buồn, chị thậm chí không biết hay không dám dùng từ công lý, mặc dù những điều chị nói đích thị là công lý, vì thấy nó cao xa, vì thấy nó là thứ khó giới tới. Tôi buồn bởi những Thu Cúc giữa đời nhiều quá, đến cơ quan tiếp dân, đến tòa án, đến ủy ban, hay gặp các chị các thím đứng ngồi. Anh bạn làm thẩm phán cho tòa dân sự tỉnh phân tích vui, sở dĩ tỷ lệ phụ nữ đi kiện nhiều hơn nam giới là vì họ giỏi chịu đựng, kiên trì,
mềm dẻo và dễ khóc, dễ làm lung lạc người khác. Lại thấy buồn, vậy thì cái vũ khí sau cùng xem như không có tác dụng, bởi công chức nhà nước là những người không dễ mũi lòng. Nên có người đã đến được đường chân trời, có người vẫn rỉ mọ xa xa, sức sống không vì thế mà kiệt, người không vì thế mà bỏ cuộc. Chị có dặn tòa, có xử thì cho hay trước chừng nửa tháng, tôi rọc lá chuối mới bán có tiền đi. Có thím xin quản phiên xử lại, chờ đến mưa, lúc đó rao rác nhiều. Rất nhiều đường để đến điểm hẹn của công lý, nhưng có con đường nào nhọc nhằn bằng đi tát những dụng cá cạn trên đồng không? Anh bạn thẩm phán hỏi tôi, rồi trầm ngâm, lên tọa ngày ngày, chờ những thu cúc, make in đậm đặc Việt Nam. Mà tâm hồn tôi bớt chai sạn, để còn cái cảm giác rưng rức, chua xót, thanh thản, nhẹ nhõm, vui vui. Tôi không biết nữa, nếu cần tìm những cảm xúc cho mình, tôi thích nhìn những chị, những thím ngồi xôi kiến, chải tóc hay gội đầu ngoài sàn nước. Thích những người phụ nữ ngồi khâu giả dụng làm mền dưới thềm trưa. Tôi thích nhìn các chị nằm võng, đưa con, hát giọng cổ thật hiền. Nhưng cuộc đời lắm khi buộc các chị phải cặp nách sắp đơn đi ra đường, đi liêu biêu trong nắng, mỏi mê trong uất ức, trong chờ đợi và hy vọng. Cũng đành.